Chào mừng quý cô chú, anh chị đến với fanpage của cây siro giống.com Thưa quý vị, cây siro là loại cây trồng có trái đỏ hồng Khi chín thì có màu như trái nho Thích hợp trồng trên nhiều loại đất Cách trồng cũng dễ Và đặc biệt là mau ra trái nên được nhiều người yêu thích Trái siro có vị chua, cung cấp nhiều vitamin C Có nhiều công dụng và giá trị sử dụng Trong đó, nhiều nhất là nấu nước siro giải khát, làm mứt Ngoài ra, cây có thân dáng đẹp, trái đỏ rực có thể làm được cảnh quan, làm vườn sinh thái, hoa kiển vân vân. Về cách mua, làm sao để có cây trồng này về trồng tại nhà, làm vườn với mỗi cây 50 000 cao từ 20 đến 25 cm. Trồng hơn một năm có trái. Mua 5 được miễn phí vận chuyển, mua 10 sẽ được tặng 1 và được miễn phí vận chuyển. Quý khách đặt hàng xin thông báo địa chỉ số lượng đặt mua hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0914 935 946 có cả Zalo nhé cây siro giống.com giao hàng tận nơi nhận hàng trả tiền xin trân trọng cảm ơn quý khách